Tối qua ngày 25 tháng 3, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 đã chính thức diễn ra tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Năm nay, chiến dịch giờ trái đất được phát động với thông điệp tiết kiệm điện, thành thói quen. Giờ trái đất là hoạt động thường niên có quy mô toàn cầu do WWF, Quỹ quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên khởi xướng và là năm thứ 14 Việt Nam tham gia chiến dịch này ghi nhận của phóng viên tại thành phố Tân An, Long An. Mặc dù là hoạt động khuyến khích, nhưng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết đã được nhiều tổ chức cá nhân tự nguyện hưởng ứng. Đúng 20 giờ 30 phút, nhiều cơ quan, hộ dân, cửa hàng kinh doanh đã cùng nhau tắt điện để hưởng ứng hoạt động giờ trái đất. Để hưởng ứng giờ trái đất, chúng ta phải nên tuân thủ theo. Đồng thời, cơ quan cũng phát sinh thêm một cái mình cái điện năng lượng mặt trời đó nặng, nặng cho đỡ hao điện. Đó. Cái thứ hai nữa là cái sao cơ quan cơ quan giờ nghỉ việc, đó thì đồng thời tôi cũng đi kiểm tra, kiểm tra xung quanh các phòng ốc cho nó chỗ nào tắt hay là chưa tắt gì đó. Không chỉ hưởng ứng bằng hành động tắt đèn tại các cửa hàng kinh doanh, các trục đường chính, biển quảng cáo, nô, hộp đèn được cắt giảm, hạn chế để tham gia hưởng ứng giờ trái đất điều này cho thấy giờ trái đất không còn là khẩu hiệu mà đã dần dần lan tỏa được ý nghĩa tốt đẹp đến gần hơn với xã hội hưởng ứng giờ trái đất hôm nay shop em uh, uh, tắt các thiết bị điện không cần thiết như là đèn bán hiệu, đèn trong shop uh, mong hành động nhỏ của em sẽ uh, lan tỏa đến uh, mọi người tiết kiệm điện bảo vệ môi trường. Với mục đích ý nghĩa tốt đẹp, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng, mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.